sếp ạ. Sếp chào. À, tôi mới xem cái mẫu livestream của bà Hậu ở bên cửa hàng nhỏ Nhi Mập. Dạ. À, nhiệm vụ tôi giao cho cậu, cậu làm tới đâu rồi? Dạ, em đã kiếm được người mà có thể thay thế được bà Hậu rồi sếp. Phải không? Dạ. Tốt lắm. Tôi nghĩ như vậy, nếu chúng ta đã có được người mẫu rồi thì chúng ta hãy bắt đầu tiến hành cái kế hoạch nghiên cứu bà Hậu livestream. Nhớ chú ý cái nét đú đỡn của bà, cái nét cười, nét ăn, nét thở, nét đưa đẩy. Nghiên cứu tất cả rồi áp dụng cho nhỏ người mẫu công ty mình. Dạ. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Dạ. À, người mẫu thì đã có rồi. Bây giờ á, mình chỉ cần là đưa cái kịch bản mình dàn dựng cho cái người mẫu đó học theo là được rồi sếp. Tất nhiên rồi. Dạ. Tôi muốn biết người mẫu mình là ai. Dạ. Dạ, đợi sếp. Ủa vậy là sao? Sao đưa cho chiếc gương rồi thấy hình tôi? Tôi là người mẫu à? Dạ. Cậu sai rồi. Tôi là mẫu người, người có một mẫu. Dạ, sếp phải chiêm nghiệm thật là kỹ lại. Cái người nào mà có ngoại hình đẹp hơn bà Hậu là sếp. Cái người nào mà có thể phù hợp với tất cả các loại thời trang, từ già trẻ, lớn bé, còn đứt chấm luôn là sếp. Cái người nào mà có thể khả năng ăn nói lưu loát, quyền lực và cuốn hút là sếp. Ai ngoài sếp có thể thay thế bà Hậu được? Tôi dễ tin lắm đó nha em. Nói này tôi tin liền đó. Sếp tin em đi, nói thiệt. Thôi được rồi, đi công ty này tôi sẽ hành trình. Bây giờ phải nói như thế nào đây? Lần đầu livestream. Sếp ơi, đạo cụ tới. Thiết bị đầy đủ, đồ xịn đàng hoàng nha. Có cây này em thấy còn xịn hơn cây bên cửa hàng mình đi mặc nữa đó. Rồi, sếp, tự tin chưa? Tự tin cho chính mình vậy. Cố lên sếp. Nhưng mà nói nghe nè, không ấy cho tôi tập lại trước một lần đi nha. Đừng có tập sếp ơi. Mình tập á, xong rồi một hồi mình nói không có tự nhiên. Ở bên đó, cô đó cũng không có tập đâu. Vậy hả? Thì thôi, vì màu cờ sắc áo công ty này, tôi sẵn sàng sẽ like một cách hết sức là tự nhiên và duyên dáng. Dạ, cố lên sếp. Bắt đầu coi chưa nè. Đấy, đang vô, mọi người đang vô. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hãy giới thiệu cho bạn bè mình vào xem buổi livestream của Lucy đi. Lucy là ai ạ? Xin giới thiệu với mọi người, Lucy là mình, tổng giám đốc công ty thời trang M&I. Trước khi có buổi livestream này thì Lucy xin được phép chia sẻ về quá trình thành lập công ty của mình. Công ty của mình được thành lập 4 năm chuyên về mảng thời trang nữ. Nếu như các bạn là nữ thì hãy đến với Lucy. Lucy sẽ tư vấn cho các bạn. Hãy gặp gỡ Lucy, một người phụ nữ dễ thương, trẻ trung và xinh đẹp. Lucy hèn lắm. Lucy là một người phụ nữ rất là đáng yêu và đặc biệt. Lucy không chồng mà lại có con. Chết. Đang team bán đồ mà tự nhiên đâu phải là họp cổ đông hay họp hội đồng quản trị đâu, giới thiệu sếp làm gì? Ủa vậy hả? Xin lỗi, phải nhắc chứ. Lần đầu tiên người ta like mà. Xin lỗi mọi người nha, bị cúp điện. Bây giờ Lucy trở lại. Đúng rồi, Lucy dễ thương như vậy đó. Lucy có một cái số phận hết sức là éo le. Nhưng bằng nghị lực của một cô gái, Lucy đã vượt qua chính mình. Và Lucy đã nuôi đứa bé khôn lớn. Em bé được nhiêu tuổi hả? Năm nay nó được 20 mấy tuổi. Chết. Xin lỗi. Vô vấn đề chính. Bán đồ. Trời ơi, mấy người thông cảm cho tôi đang bị áp lực căng thẳng. Mạng bị yếu, xin lỗi mọi người. Công ty Lucy chuyên thiết kế về thời trang nữ. Đây xin giới thiệu với mọi người, đây là bộ sưu tập của công ty của Lucy nè. Đứng gần Lucy, đây là một cái sản phẩm rất là tinh tế, rất là gần gũi thiết thực với cuộc sống của các bạn. Đây là một chiếc áo khoác. Nếu như mà mùa đông chúng ta hãy khoác cái chiếc áo khoác này thì chúng ta sẽ có một mùa đông thiệt là ấm áp. Còn nếu như mùa hè chúng ta cũng hãy khoác. Ủa sao thả phân nộ. Cái này là chưa hiểu Lucy nè. Mùa hè chúng ta hãy khoác cái áo khoác này thì chúng ta sẽ được che mưa, thậm chí là che nắng luôn. Nó bảo vệ làn da của mình. Thế đâu, chốt đi. Cái này là size S, size S à. Rồi. Hốt nha. Hãy tin nhắn cho Lucy nha. Lucy sẽ giao áo cho nha. Còn chiếc áo nào nữa không? Đây. Còn một cái chiếc áo này, chiếc sơ mi. Sơ mi rất là dễ thương, có cái màu rất là nhã nhặn.
thành một giám đốc thời trang. À chốt đơn hả? Rồi rồi cho xe S. Con có thích xe S không? M có luôn rồi. Mấy cái nè, ba cái nè, vô ba cái luôn nè. Rồi cảm ơn bạn nha, nhớ đi muốn chơi Lucy nha. Còn đây, nếu như mà các bạn á cảm thấy cái thân hình mình, nhất là những người phụ nữ mà có tuổi một chút xíu đó, à cái thân hình mình mà hơi phút phát tròn trịa đó, thì Lucy gợi ý nha, một sự gợi ý hoàn hảo. Đây là chiếc đầm màu đen là một cái màu quyền lực. Chúng ta hãy mặc màu đen để che giấu cái sự phì nhiêu của chúng ta và tôn lên cái sự gợi cảm của chúng ta. Đây chiếc đầm eo, ai thích eo nè, đúng rồi, inbox cho Lucy đi. Mấy cái? 10 cái hả? 12 cái Lucy cũng có nữa. Cảm ơn mọi người. Ê, nói nghe nè, mọi người ơi, nhưng mà nếu mà mua mà đầm đen nha, mọi người cố gắng là tìm công ty MNIC nha, đừng có qua công ty Nhi Nhi. Chết. Nhi Nhi là ai hả? Nhi Nhi là Nhi Mạch đó. Trời ơi, nó đồ dởm không à. Trời ơi, mình bắt đầu mà tự nhiên mình đi sân si với người ta làm cái gì? Tự nhiên chê người ta. Mình nói sự thật cho khách hàng. Thôi, bị đem đá chết luôn á. Ôi, vậy kỳ lắm sếp ơi, không được đâu. Trời ơi, tôi nãy giờ tôi nói mà tôi muốn đứt hơi thở luôn á, mọi người chê cho ngoài. Không mấy giờ cô cậu qua làm đi. Không được, sếp làm đi sếp. Khổ ghê vậy đó, thiệt tình á, tốn gì công ty này á, tôi không có cực gì đâu. Lucy lại trở lại với các bạn. Nếu như mà có những cái cô nàng mà trẻ trung xinh đẹp thường xuyên xếp phố đó, thì Lucy cũng có cái gợi ý vậy nè. Đây là những chiếc váy dễ thương cũng cỡn đó. Và đặc biệt là thậm chí Lucy cũng hay mặc chiếc áo này cho nó đáng yêu. CS nè, ai thích S nè, inbox cho Lucy đi nha. Cảm ơn mọi người. Vậy lấy 11 bộ à? Có luôn, Lucy còn giữ 20 bộ, Lucy sợ. Kinh vui. Nhớ nha. Gì nữa? Kiếm cái gì nói chuyện vui vui lên, người ta ra gần hết rồi kìa. Sao vậy vậy? Nãy giờ tôi cũng nói dữ lắm, tôi cười, tôi tạo không khí vui vẻ mà sao càng ngày càng tổ cơ cái tự nhiên giờ chơi. Ủa? Sao nhà hai chồng còn mình tôi nói chuyện với cái máy vậy? Kiếm cái gì mà nói chuyện vui vẻ lên, rồi vừa bán đồ vừa kể chuyện vui chứ đâu phải mà bán đồ không chỉ sao nữa. Trời ơi, tôi làm cái gì mọi người cũng chê hết á, không có hài lòng. Thôi giờ đi ra chỗ khác đi. Những người trẻ chỉ biết chê, không bao giờ am hiểu. Hãy đến với thời trang MNI, các bạn sẽ tha hồ lựa chọn những sản phẩm mà các bạn thích. Bên cạnh đó, các bạn sẽ cảm nhận được chất liệu của từng loại vải. Các bạn sẽ thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Các bạn biết không, red coat luôn là từ khóa của những buổi tiệc. Và màu sắc không thể thiếu, đó chính là màu đen. Chút xíu là tập đó. Như là Lucy đang like thiệt luôn, thấy gì rồi kìa. Sao mà like được vậy? Trời ơi, nói gì? Anh lại đến trễ nữa. Vậy thì hãy chọn màu đen. Màu đen là một lời cảnh báo đầy bí ẩn của mình dành cho anh ấy, để anh ấy biết được tâm trạng của mình. Ủa, sao sếp làm gì lại mà nó là in trang lỗi của cô Hậu vậy? Cô Hậu nói sao sếp nhá lại cho em kìa. Lucy sẵn sàng tiếp đón các bạn. Lucy rất gần gũi với các bạn. Trời ơi, không khác từng chỗ luôn. Chỉ có thay cái tên cửa hàng của cô Nhi thành cái cửa hàng của mình thôi à. Cháu là sếp làm sao? Dạ, ngăn cản lại đi, đừng cho lại chim. Lại chim này là chết đó. Trời ơi, sếp ơi, thôi chết rồi. Muộn màng rồi, không có ngăn cản được đâu. Tôi nói xuống rồi nè, có người mà ta coi rồi nè. Năm mắt, mười mắt rồi nè. Chết rồi, giờ sao sếp? Lucy rất là gần gũi với mọi người. Không tin thì cứ đến với Lucy đi, Lucy sẽ tư vấn cho mọi người. Ở đây Lucy rất là nhiệt tình chăm sóc khách hàng, không như là Nhi. Không dám nhận mình là nhân viên công ty này luôn á, nhục chết luôn á. Cảm ơn nha. Ủa sếp, hồi nãy mới có 5-10 mắt, bây giờ lên 200-300 mắt rồi nè. Ủa, nhiều quá thiệt hả? Ừ, quá trời luôn. Cảm ơn thím hai. Cảm ơn bà bán cá. Cảm ơn không mà. Nhớ mua đầm cho bà bằng cá nhớ nha. Đầm da gì là nhìn dễ thương. Đây này, người ta chửi quá trời nè. Nói y chang cô Hậu đúng là đồ bắt chước. Cái tiệm này không ai thèm mua đâu, ăn cắp thương hiệu của người ta. Thôi lâu được dịp, mình vô mình chửi luôn đi. Trời ơi, sếp chửi bằng cao của sếp đi. Sếp sửa bằng Facebook của em. Cái
mấy thứ già đầu rồi mà còn sân si, đi ăn cắp ý tưởng của người khác, nhục. Ôi sếp, sao sếp chửi nặng dữ vậy? Bình thường ai chửi mình, giờ mình chửi lại. Mà ập thiệt hay ập lon? Sếp ơi, hiền quá. Người ta chửi quá trời luôn mấy sếp. Cái gì đâu chửi? Chửi khi nào? Thì thỉnh thoảng thì cũng có đứa nó nói tôi mặt 40, tôi mặt già giống như là 50. Thôi kệ, có sao đâu, trời tôi không có quan tâm mấy cái chuyện này. Miễn sao mà công ty mình doanh thu cao là tôi vui rồi. Tôi vì mọi người đó. Nè, bây giờ vậy, tôi giao nhiệm vụ cho mọi người nha. Bây giờ nhớ qua công ty Nhi theo dõi, coi bên đó đó, nhỏ đó nó làm gì á, báo tôi. Mình làm y chang gì, mình bán gì là mình có tiền, đúng không? Vậy là bây giờ mình phải thay đổi cái chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với Nhi ha. Dạ, có nghĩa là mình phải làm cho cái chất lượng của mình nó giảm xuống bằng bà Nhi hả sếp? Cô Miên, cô bớt điên. Nói bậy bạ không à, tôi yêu cầu cô phối hợp với cậu Trình ở cái phòng sáng tạo. Còn cái mảng truyền thông thì để tôi, bởi vì tôi đã trở thành một người nổi tiếng. À, sếp ơi. Sao? Không mấy sếp đừng có livestream nữa được không sếp? Ôi, tại sao vậy? Tôi đang làm rất là hay và tôi đang có giấc mơ streamer. Tôi thích quá. Giờ không lẽ nói sợ mất mặt, không dám cho bà làm. Tôi không làm thì ai sẽ làm? Hả? Em định là mời bà Hậu về công ty mình luôn ạ. Không được! Sếp đang livestream rất là ổn. Tự nhiên mời cô Hậu về ăn chim, thấy sếp livestream cũng được mà. Với được cái gì mà được? Mời cô Hậu về chi cho tốn tiền. Ổn cái gì mà ổn? Được cái chỗ nào? Toàn là vô nghe người ta chửi không mà được cái gì? Chẳng qua là người ta ganh tị với mình thôi. Dạ đúng rồi, với lại sếp ơi, cái này nó giống như là mình úp một cái bài văn lên mà nó bị sai lỗi chính tả nhẹ nhẹ thôi, sao có tí xíu thôi, thì người ta vô người ta comment, người ta chỉnh sửa cho mình, người ta góp ý, thì cái đó người ta gọi là hiệu ứng truyền thông. Nhiều người chửi, càng nhiều người chửi thì sẽ càng có nhiều người coi cái livestream của mình. Có nhiều thì từ từ người ta phát hiện ra được cái nét đẹp tiềm ẩn của sếp, cái nét đẹp ẩn sâu rồi mấy chục năm qua chưa ai thấy, lúc đó người ta mới thấy được. Lúc đó người ta tự dưng yêu quý sếp giống như là đang yêu quý bà Hậu vậy đó. Cô Miên, cô đã hết điên, tôi chúc mừng cô. Dạ. Tôi nghĩ cái chuyện này á, cậu không có rành đâu. Hãy để cho cô Miên làm, theo cô Miên đi ha. Còn riêng tôi, bây giờ tôi đi uống nước. Nói nhiều mệt. Mọi người thấy không, từ ngày tôi làm người nổi tiếng, tôi vất vả quá. Chết đi cho người nổi tiếng đi. Trời ơi, nếu mà sếp la bán được nhiều hàng và cướp hết khách ở bên cô Nhi á, thì mẹ mình sẽ bị đuổi việc. Thôi vậy đi, cho đỡ mất mặt. Trời ơi, có người còn nói mẹ dễ thương, mẹ trẻ trung, nhìn giống cô ta. Nhìn đi, ta khen mẹ quá trời kìa. Ôi, nhưng mà con phải nhớ nha, là hả, cái con bé này nó thua mẹ tới 10 tuổi lần đó. Dạ. Hóa ra là cái nhan sắc này còn xúc động lòng người lắm hay sao? Ê, con, mà nghe nói á, cô Sa này á, là mới đẻ con, mẹ biển sữa. Dạ. Vậy giả hoài, nói chuyện đi chứ, giả hoài. Cô Sa vừa mới sinh con, mà mới sinh con lại nổi tiếng hơn trước nữa. Hay là bây giờ chúng ta mời cô Sa về làm KOL livestream cho công ty mình đi. Ừ, vậy đi, làm đi ha. Cái gì? Nhưng mà cái gì vậy? Cô ta là tên thiệt là Tú Anh, mà không có mời về mình làm được. Sao lại không được? Đừng nói với mẹ nha, con đã từng cặp con người ta nha. Đó, nó đá con. Mà quay là công việc đi, công việc là công việc, còn cái chuyện kia thì mình dẹp qua bên đi. Quan trọng là nó không có năng lực. Với lại tự nhiên là mẹ bỉm sữa nữa mà tự nhiên kêu về livestream cho đồ của mình là sao? Chứ không phải con ích kỷ hả? Bớt ích kỷ đi. Mẹ thấy mẹ bỉm sữa càng tốt chứ sao?
mới sinh con rất cần tiền mua sữa, mẹ mời cô ta về mẹ ép giá cô ta. Còn con nữa, khi cô ta về đây, cô ta nhìn con, cô ta nhớ lại tình xưa, biết đâu quay trở lại với con, thương con, giảm giá cho mẹ, thậm chí mẹ không trả tiền luôn. Hợp tác đôi bên cũng có lợi. Thôi thôi mẹ ơi, tha cho con đi. Vì mẹ đó mà. Trình, còn nhớ em không? Tú Anh hồi xưa nè. Làm sao tôi quên được? Trời ơi, em thì làm sao quên được? Em nhớ hết kỷ niệm. Đừng sợ đó, tôi và cô bây giờ chỉ là công việc thôi, tất cả bây giờ chỉ là quá khứ. Anh nói sao vậy? Sao mà quên được hết anh? Sao nỡ lòng nào vậy? Chị. Cái gì? Hả? Mẹ tôi mà cô kêu bằng chị hả? Anh nói gì vậy? Em với anh đã cũ rồi mà, có còn liên quan gì nữa đâu. Thế tự nhiên bắt em phải kêu sao? Bằng má hả? Chị. Em nói thiệt với chị á, đáng lẽ em không có tính nhận đâu, nhưng mà tại vì em thấy bên mình trả cách xê cũng ổn, cho nên thôi em nhín một chút thời gian của em nhận. Nhưng mà em nói chị nghe, em rất là ưa chuộng thương hiệu Việt của mình, cho nên chị mà được em làm kheo queo cho thương hiệu là may mắn lắm đó nha. Không biết có may mắn không mà lâu ngày gặp lại nó béo hơn ngày trước. Cái con này nó kêu mẹ bằng con. Con lỡ lời, em lỡ lời cái miệng bậy quá, xin lỗi chị. Giỡn thôi mà, không cần gách sáo. Quan trọng hôm nay tôi kêu cô đến đây xem mẫu live stream này. Tôi muốn cô làm y chang như cái người đó, có làm được không? Mát quá, mặc thì thích. Phải công nhận nhá, mặc một lúc lâu mới cảm được cái bộ đồ này nó tuyệt vời như thế nào. Nhá, cái vải rất là mềm này, mịn này, co giãn siêu tốt nhá. Tuyệt lắm. Này mặc, nó may rất là vừa với dáng người, nhưng mà lại vẫn cực kỳ thoải mái. Đẹp lắm cơ. Này nhá, tôi nói thật nhá, cái bộ này mà đi ngủ ấy là chồng mê đến chết luôn. Trời đất ơi, dễ ợt. Mà cái bà này bà bận chết luôn chị, mà sao sức hút ghê luôn. Vậy tôi mới nhờ cô. Em làm được, cái này là live stream tình huống mà. Nhưng mà chị muốn em làm như vậy á thì chắc là mình phải bàn lại cách xê. Nè, cách xê hôm trước là trốn qua điện thoại rồi nha. Chị. Thôi, không sao. Mẹ. Tiền bạc nhầm nhò gì, quan trọng là hiệu quả của công việc. Cô mặt kia, cô bé kia, nếu mà cô làm á hiệu quả, tôi sẵn sàng theo cô, được chưa? Còn nếu mà cô làm không hiệu quả, biến. Chứ ở đây làm gì? Làm chắc đâu. Chốt đơn, hốt đơn. Xe quay chị coi coi. Con nhìn đi, cái bông nó ở sau lưng. Chị kéo để trước ngực. Ủa? Nó ăn mặc vậy rồi nó nói sao đồ mình chật. Em mặc lộn rồi. Chị ơi, chị thông cảm, chứ tại lâu ngày em không nên sống, cho nên em hơi bị bỡ ngỡ. Em vô thay nha, chút xíu à. Mẹ. Hả? Ổn không vậy? Không biết ổn không, mà cũng lo chút xíu. Nhưng mà không sao, mình hãy có niềm tin, phóng lao là phải theo lao. Em xong rồi nè chị. Mình làm thử đi. Dạ. Hello, hát cơ. Chào mọi người. Trứng rán cần mở, bóp cần bò, yêu không cần cớ. Thôi. Trời ơi, live stream bán quần áo rồi tự nhiên nói nhảm nhí gì vậy? Anh nói ai nhảm nhí? Hả? Chị. Thôi, chỉnh. Mẹ chứ. Em tự nhiên đi. Thiệt luôn á. Tôi nói cho anh nghe nè, bên anh là kêu tôi theo giờ đó, mà nãy giờ là một tiếng rồi, có thử hoài vậy? Thôi thì giờ đừng thử nữa, mình làm luôn đi cưng. Nghe. Vậy giờ bắt đầu luôn đúng không? Nhưng mà em nói chị nghe nè, bắt em làm y chang cái bà đó luôn là khó cho em lắm á. Thì giờ không cần làm cho
miễn là hiệu quả công việc là được rồi. Vậy là em làm như mấy cái vlog của em đó nha. Vậy em bắt đầu luôn đó. Chào mọi người. Có ai còn nhớ em không ta? Dạ em nhớ mọi người nhiều lắm. Dạ chào sếp đông đi mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề rất là hot. Đó chính là chia tay. Vâng, bây giờ em xin nói, mọi người nghĩ sao khi mình bị chia tay? Tất cả chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi cho mình là anh ấy đã bỏ mình rồi. Anh ấy đi trong sự im lặng và mình phải tự đặt cho mình những câu hỏi là tại sao người ta đã bỏ mình đi. Mình làm gì có lỗi với người ta để người ta phải bỏ mình. Nhưng mà mình thấy là chúng ta đã quá sai lầm. Mình đặt cho mình những câu hỏi như vậy, mình cảm thấy rất quý phạm thời gian một ngày của mình. Các chị thấy như vậy không? Trong khi đó chúng ta có thể diễn cho mình những bộ đàm tuyệt đẹp như thế này. Đây, chúng ta có thể chọn cho mình những bộ đàm quyến rũ. Đây, vâng, hãy chọn cho mình những bộ đàm quyền bí. Để cho mình bước xuống phố, bao nhiêu người đàn ông phải ngước nhìn và họ có cơ hội được tiếp cận mình. Đây, em xin giới thiệu bộ đàm màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự nho nhã, nhu mì. Khi mình đi xuống phố sẽ làm cho mình thêm tự tin. Dạ vâng, dạ, hãy chốt đơn. Dạ, sao tập? À, Thu Hà, dạ chị chốt, dạ mấy cái chị? À, 6 cái chị hả? Dạ rồi, 6 cái, em có 6 cái cho chị. Size XL. Có chị yên tâm. Cái này là hàng treo thôi, có. Dạ rồi, chị cứ nhắn địa chỉ số điện thoại nha, em chốt đơn cho. Dạ rồi, chốt cho chị chú Hoài 6 cái size XL. Dạ vâng, em có một kiểu mới nữa. Đó, đây. Đây là một loại đầm bông dành cho những người nào mà đang thất tình. Mình đang cảm thấy rất là đau khổ, không thể chịu nổi cái cảm giác này nữa. Thì mình hãy chọn cái đầm này cho em. Dạ vì giải mộng, nhẹ mát. Cơ thể của mình hòa vào thời tiết cái lạnh se se để quên đi cái mùa đông băng giá người ta đã đem lại cho mình. Quên đi mấy anh chị ạ. Mình hãy quên đi mấy chị. Đây, hãy chốt đơn cáo này cho em nha. Dạ, cái đầm này rất đẹp. Dạ, chốt đơn. Dạ rồi, chị Thu Hoài. Dạ, chốt cho chị Thu Hoài. Dạ rồi, hai cái hả chị? Dạ, inbox địa chỉ cho em nha. Dạ, em còn nhiều lắm. Đây, em còn kiểu này nữa. Em còn kiểu mới này nữa. Dạ, yên tâm, nhiều kiểu lắm. Dạ. Chờ em cho inbox điện thoại nha. Alo, tôi nghe bộ. À, đi chơi được. Sao? Chia tay. Trời đất ơi. Phụ nữ hiện đại không ngại chia tay. Nhớ gì chưa? Được rồi, chiều nay gặp. Thấy chưa? Bây giờ mình là phụ nữ hiện đại rồi. Ngại gì chia tay? Hãy trưng diện lên cho em. Hãy chọn những bộ đầm thiệt là quý rũ. Đây, quá quý rũ mấy anh chị à. Trời ơi, đầm xách nách. Đầm xách nách này rất hiếm bên shop em. Dạ, chỉ có 2 size thôi. Chốt đơn giùm em nha. Dạ rồi, inbox có địa chỉ, bên em sẽ chốt đơn liền. Dạ rồi, còn rất nhiều. Dạ, cái đầm xinh xắn này nữa đây ạ. Đây, mấy anh nào mà đang có vợ mua về cho vợ mặc. Còn mấy anh chị nào mà chia tay rồi, mua về mặc diện đồ lên. Đây là mã số 03 nha mọi người. Đầm không, à cái này là riếp 03. Dạ rồi, dạ còn nhiều lắm. Dạ đây, dạ. Dạ đây, dạ còn đây. Dạ cái này là mã số 05 nha. Dạ, cứ ghi vô cho em, chốt đơn cho em nha. Em sẽ, dạ có địa chỉ, em chốt đơn liền. Dạ rồi, cứ để lại số điện thoại, địa chỉ nha mọi người. Dạ rồi, bây giờ xin kết thúc đơn cho em nha. Thưa mọi người, yêu. Xong rồi đó chị. Dễ thương quá. Dạ. Con à, hình như bé này nó thường xuyên bị bỏ rơi hay sao? Nó live stream thất tình hay quá. Chị khen. Trời ơi. Rồi đã làm gì nữa? Chuẩn bị hợp đồng, nâng giá cả cho cô Star. Em thích làm gì với chị? Em thích làm gì với em? Em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến live stream. Không có chi. Giờ này sao? Cuộc sống em ổn không? Thì cũng bình thường. Chứ anh nghĩ làm sao? Chứ anh nghĩ là chia tay anh xong em sẽ lưu luyến anh hả? Không có đâu. Đúng là đàn ông tệ hại. Gì nữa? Sao em lúc nào ngày xưa tới giờ cũng không bỏ cái tật đó vậy? Bỏ cái tật gì? Ủa, ý anh là cái gì? Trời đất ơi, anh với tôi đâu có cái gì đâu. Tôi nói thiệt, anh y như ngày xưa luôn, anh không có khác gì hết á. Tôi qua đây tôi làm việc với anh mà nãy giờ anh cứ anh chơi bay tôi hoài. Anh cứ nói tôi là cái tật này tật kia. Anh nói tôi xàm, anh nói tùm lum tà lá hết trơn. Tôi nhịn lắm á anh, tôi là một người lịch sự. Tôi không có lớn tiếng, tôi không có to tiếng với ai hết á. Tại vì tôi không nhịn được anh nữa, anh con người anh quá kỳ cục luôn. Thôi. Mình xong việc rồi, tiền cũng đã nhận rồi.
mời cô về cho. Anh đuổi tôi? Không, mời về. Tôi nghe nè. Gọi thấy không bắt máy. Sao cái chuyện bữa hổm tôi nhờ bà sao rồi? Trời ơi, giỡn hoài. Cái chuyện mà tôi nhờ bà kiếm người nổi tiếng cho tôi đó. Thôi nghe, bớt giỡn nghe. Bà mà không kiếm giùm tôi là tôi giận bà luôn á, không muốn nói chuyện luôn á. Hả? Sao? Bữa nay gặp luôn á hả? Ôi trời ơi, tôi hạnh phúc quá. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm nha. Đương nhiên rồi, xong việc đi tôi sẽ có thưởng cho bà. Ừ, vậy nghe, bye. Con này tự nhiên đứng sáng vô với mấy bộ đồ y chang luôn à. Làm gì đứng rình tôi đúng không? Không có. Nghe lén điện thoại tôi nãy giờ đúng không? Không có à. Con là đời nào mà nghe lén. Trời ơi, cô có nghĩ sai vậy con? Thôi đi, bây giờ vậy nè. Bây giờ nè, có mắt thẩm mỹ làm ơn lựa giùm tôi cái bộ đồ nào mà để tôi đi hẹn hò coi. Hẹn hò hả cô? Ừ. Hẹn hò gì mà mặc xẻ cổ đi. Nè. Chi vậy? Cho nó sexy. Sexy chi? Thì đi hẹn hò với trai mà. Trời ơi, điên rồi hả, hẹn hò với trai. Vậy chứ cô đi hẹn hò với ai? Hẹn hò với người nổi tiếng. Mời họ về đây live stream cho cửa hàng của mình. Cái gì? Cô hẹn hò người nổi tiếng, mời về đây live stream cho cửa hàng của mình. Chứ sao? Vậy còn cô Hậu thì sao? Cô Hậu thì là cô Hậu. Nhưng mà mình phải cuộc sống mà con, mình phải tiến lên chứ. Mình phải biết cái nào có lợi cho mình, có hại cho mình thì mình phải tính chứ, hiểu không? Bây giờ biết đâu mình mời người nổi tiếng về live stream, cửa hàng mình sẽ bán đắt gấp 5, gấp 10 lần mà khi có cô Hậu. Mà con thấy cô Hậu live stream cũng có khách quá trời. Mình đâu cần đấu đá gì với bà Lucy kia đâu cô. Hay quá ha, trứng mình được khung hơn dịch. Cứ vậy đi, tìm đồ cho tôi nha, giúp tôi thay. Đúng là ngõ qua cầu rút gián, con dễ đổi bản tính khó dời. Ủa cho cô Hậu ơi, Tiến đừng ơi. Trời ơi, anh Tiến thôi ngại ơi. Tiến vô không nói năng tiếng nào vậy? Ủa, đây là shop thời trang, tôi vô không để xin phép hả? Cô là bà con của cô Hậu phải không? Hậu nào? Cô Hậu bán dây chai chứ ai. Ủa, nếu mà cô không phải bà con của cô Hậu á, vậy cô vô đây làm gì? Bình thường á, tao vô đây tao làm gì hả con? Cô yêu. Trời, cái miệng bậy hết giờ luôn. Con đâu có biết đâu, tại con nhìn thấy cô ăn mặc quê mùa, tóc tai thì phèn lúa, cho nên hả, con đâu có biết cô là khách hàng. Nè mà mở đó gì? Cô bình tĩnh, cô bình tĩnh. 28 năm hành nghề tướng số, chưa có thấy ai cái lưỡi mình đầy đặn, tướng phú quý như vậy. Lưỡi đầy đặn, đốm đều, đường văn rõ nét, trăm năm mới có một, là số đại phú đại quý. Hả? Hả? Thiệt hả cô? Tin cô đi, cô không biết lừa ai bao giờ. Chỉ có điều đường tình duyên của con lận đận trắc trở lắm. Trời đất ơi, cô là thánh thần ở trở xuống hay sao vậy? Nó đúng y chang luôn á. Đường tình duyên của con hả? Siêu lận đận luôn cô.
con không biết có là sau này con có phải là một nữ doanh nhân cô độc sống cho một đống tiền nhưng mà không có tình yêu hay không nữa. Cô, bây giờ cô giúp con đi. Tuy là con không có tiền nhưng mà con nghĩ và con tự tin là sau này con giàu dữ lắm, con sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu. Cô, chuyện này cũng không phải là không có cách. Cách gì vậy cô? Đây là đồ gia bảo, con đừng coi thường nó. Nhìn bình thường vậy chứ phải dùng 80 loại hương liệu, phơi trong 8 tuần trăng, dùng 80 loại bùa yêu để yểm trong đó, và đúng nung trong 7x7 49 ngày mới ra. Gặp con á coi như là cái duyên. Cô tặng con. Thiệt hả cô? Trời ơi, một cái loại thuốc quý giá vậy mà cô tặng con hả? Nhưng mà cô ơi, cô có chắc chắn là nó sẽ có hiệu nghiệm không? Con muốn biết á, con thử đi. Nhưng mà nó có tác dụng phụ hay là nó có bị gì không cô? Không hề, con cứ thử. Dạ, cô chắc chắn là con sẽ được tình cảm của người mà con đang yêu đúng không? Chắc chắn. Yên tâm đi, con ngậm vô con sẽ thấy. Dạ, không thử làm sao mà biết. Minh Anh, em bị sao vậy? Em thấy không kể chỗ nào? Em bị đau đầu hả? Rồi đưa đi khám không? Minh Anh. Anh Tí, cái này là tỉnh hay là em mơ vậy ta? Là sao? Sao? Ủa? Em đang bị sao nè? Em thấy không kể chỗ nào? Nói anh biết. Em thấy chóng mặt. Chóng mặt hả? Để em xuống cho. Nó đầu em nó xoay vòng vòng. Đau cái tay nó nè anh Tí. Để anh bắp tay cho. Đỡ chưa? Tay trái. Đây. Rồi đỡ chưa. Đây chưa Minh Anh. Cái dài. Em thấy không thấy chỗ nào nó này. Anh làm luôn. Em đau hết người anh Tí rồi. Đau hết người bây giờ biết làm sao? Đau được chưa? Đau hết chưa? Cũng đỡ rồi. Nhưng mà chưa đỡ lắm. Cái gì vậy? Bụng đó. Mẹ, đang bị mệt. Mệt cái gì? Ngồi dậy coi. Giả đò cái gì mà mệt hả? Con bị cái gì vậy? Cô là mẹ anh Tí chứ gì. Nhưng mà cô tính chia rẽ tụi con đúng không? Và bây giờ anh Tiến á sẽ không bao giờ bị cô chia rẽ đâu. Anh Tiến á bây giờ là của con, cô hiểu không? Cô đừng có hòng mà chia rẽ tình cảm của con với lại anh Tiến đâu. Tội nghiệp, xem ra vẫn còn chưa tỉnh. Tiến, dạ. Đưa điện thoại cho nó coi. Để tìm thế nha. Coi đi. Gì? Hả? Nhớ nha, làm gì làm, nó mốt cẩn thận hơn xíu nghe chưa? Gì? Nói ta không thẩm mỹ, quê mùa đúng không? Tội nghiệp quá. Trời
Coi bộ em còn khỏe như vậy thì chắc là không sao rồi. Nhưng mà làm gì làm cẩn thận hơn là được. Khóc cái gì? Chắc nó tiếc cái điện thoại đó. Vậy là tại em hả? À, quên nữa, nó lấy tùm lum hết rồi. Chuyện này phải đi báo công an mới được. Không được đâu cô. Báo công an lỗ công an bắt con luôn sao? Bắt cái gì mà bắt? Cô chiết xuất camera cho công an xem. Con có lỗi gì đâu. Bị hại mà sợ gì? Ừ. Vậy là anh không có tình cảm với em hả? Có. Anh có tình cảm với em. Nhưng mà là chỉ là tình cảm người anh với em gái thôi hả? Biết chưa? Ngoan. Lúc mà thấy em bị chút thuốc á, anh bỏ hết công chuyện chạy lại lo cho em. Hên á, kẻ gian á, người ta chỉ lấy tiền, lấy tài sản, không có làm hại gì tới em á. Bả mà làm hại gì tới em á là anh tìm bả anh tính sổ luôn á. Anh tìm. Đây là cái ôm mà em dành cho người anh trai. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng để cho anh sẽ xem em là vợ tương lai của anh. Trời một ơi. Ngày không xa đâu. Trời ơi, dẫn lì. Bé yêu, hay tin gì chưa? Hay tin gì cô? Không hay tin gì hết hả? Trời ơi, bây giờ con là người á, mất hết tất cả rồi. Có cập nhật được thông tin gì đâu mà cô hỏi con. Nè, cô mừng không? Phải phấn khích hơn. Cô trời ơi, sao cô tìm lại được cái điện thoại của con hay quá vậy cô? Mở tin tức đọc đi. Bởi vì cái điện thoại nó chưa có bán được. Trời vậy thôi. Còn tiền thì nó bị chủ nợ lột sạch hết rồi. Trời. Mở tin tức đọc đi con. Sáng nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ được đối tượng Ngô Thị Thanh. Đây là đối tượng chuyên lừa đảo bằng hình thức coi tướng số, sau đó chút thuốc mê nạn nhân và chiếm đoạt tài sản. Được biết, trước khi trở thành nữ tướng cướp, chị Thanh là chủ một trang trại chó sau đó vỡ nợ. Hiện tại công an đang điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Công nhận á, giờ sao cô cũng cảm ơn cô nhiều nha. Nhờ cô mà con mới lấy được chiếc điện thoại yêu quý này á. Thì bởi vì nó chưa có bán được cho nên cô mới lấy được. Còn tiền của cô coi như mất trắng rồi. Vậy hả cô? Ờ, giờ sao? Sao ai biết sao, sao ai biết thôi được. Sao Thôi được. Con nghĩ không ra đâu, tội nghiệp con lắm ha. Bởi vì con còn bị thuốc mê nó làm cho rối loạn não bộ mà. Nên được rồi, cô có cách cho con. Cách gì cô? Coi như là cái tiền đó đó, cô sẽ trừ vào lương hàng tháng của con. Tới khi nào mà đủ số tiền thì thôi. Nói nôm na một cách đó là con phải làm việc để trừ nợ. Trời, nó này xỉu giả quá. Làm gì cũng phải vậy để trừ nợ. Nhanh lên.